chào các bạn. Các cụ nhà ta có câu, có thực mới vượt được đạo. Muốn học giỏi thì trước hết phải lấp đầy cái dạ dày đã. Hiểu được điều này thì nhiều quốc gia đã vô cùng đầu tư cho những bữa ăn trưa của học sinh. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng ngó nghiêng xem học sinh các nước trên thế giới sẽ được ăn gì ở trường các bạn nhé. Hàn Quốc. Nếu là một phim Hàn thì chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú với những món ăn mà các học sinh được phục vụ ở trường. Nhiều người thì cứ thắc mắc không biết là ngoài đời các học sinh cũng được ăn như vậy hay là chỉ trong phim thôi. Câu trả lời đó là những gì trên phim thì đều là thực tế. Trường học tại Hàn Quốc là nơi có bữa ăn trưa dành cho học sinh tốt nhất trên thế giới. Trong khay đựng đồ ăn trưa của học sinh Hàn thì hai ô lớn nhất thường là súp và cơm. Những khay nhỏ hơn thì đựng salad, hải sản rau và trái cây. Các món ăn phổ biến thì là kim chi, cơm muối mè, phủ sốt mật ong, súp khoai tây và bí đỏ, bạch tuộc, dưa chuột, salad và cà rốt. Những món ăn này đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và điều quan trọng là các chất dinh dưỡng thì luôn đầy đủ. Bên cạnh đó, những bạn học sinh gầy thì được cho thêm một thìa dầu cá. Mới đây, cư dân mạng còn truyền tay nhau chia sẻ hình ảnh những suất cơm căng tin ở Hàn Quốc. Hình ảnh này nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng vì so với những món ăn ở trường học khác thì thực đơn của các học sinh Hàn Quốc lại đa dạng hơn rất nhiều. Trong đó thì cả học sinh lẫn giáo viên đều ăn phần ăn giống nhau. Mỗi khay thì có 5 phần gồm cơm, canh, thịt, rau củ kim chi và trái cây. Có thể thêm cháo miệng sữa tươi, sữa chua, bánh ngọt. Điều đáng nói là những suất cơm này có giá thành rất rẻ, thậm chí là toàn bộ hệ thống trường tiểu học đã miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh. Nhật Bản. Nói đến Nhật Bản thì có lẽ là các bạn đã không còn lạ gì với nền ẩm thực của quốc gia này. Đây là một trong những nước có chế độ ăn uống khoa học nhất. Đối với những người dân Nhật Bản, giờ ăn trưa tại trường được coi như là lớp học về thực phẩm và dinh dưỡng vô cùng quan trọng. Ngay từ khi còn nhỏ thì trẻ em đã hiểu rằng những thứ đưa vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của không chỉ một mà là cả cuộc đời. Thông thường, một suất ăn trưa cho học sinh có giá là 2,5 đô, tương đương với 57.000 đồng. Trường hợp cha mẹ không thể chi trả, trẻ vẫn được ăn uống đầy đủ nhờ các chương trình miễn phí hoặc giá rẻ. Đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc, không biết là bữa ăn trưa của học sinh Nhật có gì mà lại đắt như vậy? Thì bữa cơm của học sinh Nhật thường bao gồm cơm, món chính và súp. Trong một số suất ăn có súp miso, một gói cá khô, sữa, cơm và thịt lợn nấu rau củ. Những bữa trưa này được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng từ dinh dưỡng cho đến hương vị đều được chỉn chu hết mức có thể. Không chỉ đem tới sự hài lòng cho học sinh mà còn giúp các em hình thành trách nhiệm cũng như là thói quen ăn uống lành mạnh. Và nếu để ý kỹ một chút thì các bạn sẽ nhận ra học sinh Nhật luôn được phục vụ sữa trong bữa ăn. Và đây là một trong những bí quyết để tăng chiều cao học đường ở Nhật Bản đấy nha. Nhờ vào sự tỉ mỉ cho cách ăn uống, tuổi thọ của người Nhật thuộc hàng cao nhất thế giới trong khi tỷ lệ béo phì thấp hơn mức trung bình toàn cầu. Mỹ. Mặc dù là một quốc gia phát triển nhưng bữa ăn trưa ở Mỹ lại không được khoa học cho lắm. Những bữa trưa kiểu gà rán, mì ống, khoai tây chiên và ít rau là những bữa ăn phổ biến với học sinh Mỹ. Chúng ta đều biết là nếu ăn đồ chiên rán quá nhiều thì sẽ gây hại và không tốt cho sức khỏe. Những bữa ăn học đường này đã khiến cho học sinh Mỹ bị tăng cân và lọt vào top những học sinh béo phì cao nhất thế giới. Hiện nay, Mỹ có quy định chung với bữa ăn trưa tại các trường học nhưng không nhiều học sinh thích những món ăn đó. Lượn vào vòng mạng xã hội, các bạn sẽ bắt gặp những bức ảnh bữa trưa của học sinh Mỹ với món ăn yêu thích là hamburger, sốt táo. Thực đơn yêu thích nhất ở Mỹ thường có thịt gà, đậu Hà Lan hoặc bánh mì nguyên hạt giòn với súp cà chua kem và bánh quy sô-cô-la, trái cây cho món tráng miệng. Thời gian gần đây thì Mỹ đã hạn chế sử dụng thức ăn nhanh và đồ chiên rán trong bữa ăn của học sinh. Thế nhưng phải mất một thời gian nữa thì các học sinh mới quen với việc loại bỏ những thức ăn này trong bữa cơm của mình. Trung Quốc là một quốc gia tỷ dân và rất quan tâm đến học sinh cũng như là sự phát triển của thế hệ trẻ. Trung Quốc đã mang gì vào những bữa ăn học đường? Thì mới đây, hình ảnh bữa ăn trưa của học sinh ở một trường tiểu học Trung Quốc đang nhận về nhiều sự chú ý. Bức hình được chụp vào ngày 17 tháng 12 trong thời tiết lạnh giá. Đáng lẽ là học sinh sẽ cần phải ăn vào nhiều hơn để đảm bảo sự trao đổi chất cũng như là có thêm năng lượng để chống lại cái rét. Tuy nhiên, bữa trưa của các em chỉ vỏn vẹn một ít súp lơ luộc, một chân gà rán đã teo lại cùng với hai cái xúc xích nhưng bị cắt đôi cẩu thả, vẫn còn nguyên giấy gói. Nhìn hình ảnh bữa ăn này mà không ít phụ huynh chạy lòng, không biết các em học sinh sẽ học hành ra sao khi chỉ ăn thiếu chất như vậy. Được biết đây là đồ ăn của một trường tiểu học tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Tiền của học sinh là 1.100 nhân dân tệ, tức là khoảng 3,9 triệu đồng mỗi học kỳ. Với một lượng dân số đông đảo thì việc ăn uống của các học sinh Trung Quốc đôi khi không được sát sao cho lắm và việc đóng tiền nhiều, ăn thì ít cũng khá là phổ biến ở đất nước tỷ dân này. Pháp. Nếu biết bữa ăn trưa cho học sinh Pháp được ra đời như thế nào thì chắc chắn là các bạn sẽ ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. Thông thường, thức ăn trưa của học sinh Pháp được quản lý nhà ăn xây dựng trước 2 tháng và gửi đến chuyên gia dinh dưỡng thẩm định. Chuyên gia có thể đề xuất thêm, bớt món ăn để cân bằng lượng tinh bột, đường và đạm và chất xơ trong mỗi suất ăn. Thực đơn bữa trưa vô cùng đa dạng với các nguyên liệu cân bằng dinh dưỡng. Đặc biệt nhất là họ phục vụ thức ăn kiểu người lớn thành từng khẩu phần nhỏ cho trẻ em.
Đúng rồi, các bạn không hề nghe nhầm đâu. Để đưa ra những món ăn chất lượng thì các trường học đều nhờ đến chuyên gia dinh dưỡng. Các món ăn phổ biến bao gồm rau diếp xoăn, cá ngừ nướng, salad, rau củ bỏ lò, bít tết, trứng ốp lết, thịt gà, bí xanh, cà rốt và cá hầm. Hương vị được cân bằng nhờ phô mai Pháp, sữa chua và trái cây tráng miệng. Trẻ em ở Pháp cũng được phục vụ bữa nhẹ vào buổi chiều với trái cây, bánh mì hoặc đôi khi là bánh quy. Việt Nam. Thời gian trước thì nhiều phụ huynh ở Thừa Thiên Huế đã đắng lòng, bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh suất ăn quá sơ sài của học sinh tại trường tiểu học Xuân Phú, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Theo đó, nhìn vào hình ảnh suất ăn trưa bán trú của các học sinh với ít cơm trắng, ba lát cá thắt lát chiên, dùm giá xào và chén chanh bí đao lõng bõng khiến hầu hết mọi người đều chạnh lòng. Nói thật là nhìn vào các món ăn này thì người lớn còn khó nuốt trôi chứ đừng nói là trẻ em. Sự việc sau đó đã được đăng tải trên một số fanpage và nhiều phụ huynh đã chảy nước mắt khi nhìn thấy bữa ăn của học sinh. Nhà trường thì xin lỗi vì đã xảy ra sai sót, nhưng chúng ta đều hiểu rằng có rất nhiều trường học đã và đang xem nhẹ bữa ăn của học sinh như vậy. Phần Lan. Phần Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới phục vụ bữa ăn trưa miễn phí cho học sinh từ năm 1948, nhưng mà không vì thế mà thành phần dinh dưỡng của những bữa ăn này bị xem nhẹ. Theo trang tin Food and Health Teacher, luật giáo dục cơ bản của Phần Lan quy định học sinh đến trường phải được cung cấp bữa ăn miễn phí hàng ngày với thành phần dinh dưỡng cân bằng, được tổ chức tốt và giám sát chặt chẽ. Các bữa ăn còn được sử dụng như công cụ học tập để dạy học sinh về thói quen ăn uống và dinh dưỡng tốt. Các bữa ăn trong trường học ở quốc gia Bắc Âu này phải chứa tất cả thành phần cân bằng dinh dưỡng theo chỉ dẫn của Hội đồng Dinh dưỡng Quốc gia, phải đa dạng màu sắc, đầy hương vị và cân bằng dinh dưỡng. Như vậy là chúng ta vừa mới dạo một vòng và ngắm nghía món ăn trưa cho học sinh các nước. Các bạn thấy đâu là quốc gia có thực đơn ngon và lý tưởng nhất? Hãy để lại câu trả lời bên dưới phần comment nhé! Cảm ơn các bạn đã xem video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn! Kể từ tuần này thì chúng mình sẽ bắt đầu mở chương trình Q&A. Các bạn hỏi, mình sẽ gì trả lời? Mình thì sẽ không sợ những câu hỏi hóc búa đâu. Vì thế, đừng có ngần ngại để lại những thắc mắc thú vị và độc đáo nha. Các bạn thấy video hôm nay của chúng mình có thú vị không nào? Và để làm ra được một video thú vị như thế này thì không thể không kể đến công sức của anh Việt Hoàng, editor, và chị Mai Anh, người sáng tạo nội dung. Và để ủng hộ cho team chương trình của chúng mình thì các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.